Tập 3, đầu mùa thu năm 1967, đất trời Quảng Trị đã giảm bớt những cơn gió lào nóng bỏng. Thời tiết dịu đi kèm với những cơn mưa mỏng từ phía biển giạt vào. Thật dễ chịu, tuy nhiên, chiến trường Bắc Quảng Trị lại nóng lên từng giờ, từng ngày. Từ giữa tháng 8, tiểu đoàn 2 trung đoàn 1 do anh Nguyễn Văn Đức chỉ huy cùng các đơn vị của mặt trận B5 đã đánh chiếm các điểm cao và những khu vực địa hình quan trọng, hình thành thế bao vây, rồi xây dựng công sự chiến đấu, và đào giao thông hào lấn dần, áp sát hàng rào kẽm gai cứ điểm cồn tiên. Hỏa lực pháo binh tầm xa, DKZ, súng cối tầm gần cùng mìn phóng của công binh này đêm đánh phá dữ dội vào cồn tiên. Chúng ta đã phá sập nhiều lô cốt, ụ súng làm cho địch tổn hao nhiều lực lượng. Địch ở cứ điểm cồn tiên căng sức, gồng mình cố thủ trong công sự kiên cố. Đích thân tướng William, Westmoreland, tư lệnh bộ chỉ huy cố vấn quân sự của Mỹ tại miền Nam Việt Nam đã đến úy lão, động viên binh sĩ Mỹ ở Cồn Tiên. Vì vậy, sau hơn một tuần bị bao vây, kẻ địch vẫn chưa chịu tung bộ binh ra giải tỏa. Những ngày ấy địch dùng pháo binh, máy bay, kể cả B-52 tập trung đánh phá khu vực phía Tây và phía Bắc cứ điểm Cồn Tiên. Chiến trường khu vực Cồn Tiên trở nên rất ác liệt, mùa mưa miền Trung ập đến đã gây vô vàn khó khăn cho bộ đội ta hầu hết công sự trận địa và hầm trú ẩn của ta bị nước tràn vào. Nhiều ngày bộ đội phải dầm mình trong mưa, trong công sự ngập nước, để quyết bao vây chặt cứ điểm cồn tiên. Nhiều đêm, bất chấp bom đạn địch, chúng tôi phải vừa ngủ, vừa thay nhau múc nước ở trong hầm trú ẩn đổ ra ngoài để chống ngập. Quân Mỹ chủ vững, chúng ta sẽ khó kéo được sư đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ ra ngoài công sự để dễ bề tiêu diệt. Tình hình này nếu kéo dài sẽ rất bất lợi cho ta bộ chỉ huy mặt trận chỉ đạo phải đánh thẳng vào cứ điểm cồn tiên nếu có thời cơ và điều kiện chúng ta chiếm giữ một phần trận địa của địch chúng ta phải chủ động khiến cho kẻ địch bị động điều lực lượng quân mỹ ra bắc quảng trị để tạo thời cơ cho các sư đoàn chủ lực của ta tiêu diệt chúng trung đoàn một sao cho tiểu đoàn hai đảm nhiệm tiến công hướng chủ yếu từ cồn hụ theo hướng tây bắc đánh sâu vào bên trong cứ điểm cồn tiên các hướng còn lại từ phía tây và nam do các đơn vị bạn đảm nhiệm quân ta hình thành một thế trận lấn sâu, đánh hiểm. Khi có thời cơ ta sẽ chiếm giữ một phần trận địa địch như ý đồ của mặt trận. Căn cứ vào tình hình thực tế lúc bấy giờ, trung đoàn giao cho đại đội trinh sát làm nhiệm vụ mở cửa trên hướng tiến công chủ yếu, từ hướng Tây Bắc vào cứ điểm Cồn Tiên. Tôi được phân công làm đội trưởng. Đại đội 59 và đại đội 60 đặc công của mặt trận B5 sẽ đảm nhiệm mở trên các hướng còn lại. Trong quá trình trinh sát điều tra, Chúng tôi đã phát hiện hướng Tây Bắc cứ điểm cồn tiên có tới 16 lớp hàng rào dây kẽm gai. Ở giữa các lớp hàng rào có một bãi mìn rộng khoảng 50 mét. Chỉ cần qua một lớp hàng rào kẽm gai mà bị phát hiện, quân ta sẽ nếm đủ đòn hỏa lực mạnh của kẻ địch trong cồn tiên, cũng như hỏa lực vòng ngoài chi viện tới. Xâm nhập bãi mìn, nếu quân ta sơ xuất kích hoạt một quả mìn có thể sẽ châm ngòi cho nhiều quả mìn cùng nổ. Nó sẽ gây ra hậu quả khôn lường và thương vong lớn cho lực lượng ta là điều không tránh khỏi. Theo cách đánh thông thường khi mở cửa đánh địch trong công sự vững chắc như thế này, ta đều phải dùng sức mạnh bộc phá ống, mìn định hướng để lần lượt phá rỡ từng lớp rào kẽm gai và bãi mìn. Mở theo cách ấy, đối với việc cửa mở trên hướng chủ yếu vào cứ điểm cồn tiên phải cần 35 quả bộc phá ống, cùng một số giá mìn định hướng DH10, cùng với 40 chiến sĩ tham gia mới đủ sức. Nhưng nếu như thế thì sẽ rất mạo hiểm, bởi vì lực lượng đội mở cửa quá đông, tổn thất lớn rất có thể xảy ra và khả năng mở cửa chưa chắc thắng. Sau khi nhận nhiệm vụ làm đội trưởng mở cửa đảm bảo cho tiểu đoàn 2 đánh vào cứ điểm Cồn Tiên, tôi suy nghĩ rất nhiều, làm thế nào để đạt được các yêu cầu bí mật, chớp nhoáng, hiệu quả mà ít thương vong và đỡ tốn vũ khí đạn dược. Ban chỉ huy đại đội trinh sát đã trao đổi, bàn bạc rất kỹ. Chính trong cái khó đã ló cái khôn, về phần cá nhân, tôi mạnh dạn đề xuất, muốn thông cửa mở trên hướng này, ta phải bí mật giả phá mìn và cắt gỡ những lớp hàng rào dây kém gai đơn giản. Đó là hàng rào đơn, hàng rào vướng chân, các loại hàng rào còn lại sẽ dùng bộc phá ống và miền định hướng DH-10 để phá đồng loạt theo phương pháp bí mật liên kết. Ta sẽ điểm hỏa mở cửa đồng thời với loạt pháo đầu tiên của ta bắn vào vị trí địch. Ngay sau đó, trinh sát xử lý tiếp các công đoạn mở cửa còn lại. Cách làm này thay cho việc điều động 40 trinh sát, ta chỉ cần sử dụng 15 trinh sát, và như vậy trinh sát nhất định sẽ giảm thương vong, và việc mở thông cửa mở sẽ khả thi hơn ban chỉ huy đại đội trinh sát cân nhắc ký và đã tán thành phương án mở cửa bằng bộc phá mìn định hướng bí mật liên kết đồng loạt phương án mở cửa trên đã được trung đoàn thông qua các cậu bàn ký thực hiện ba đúng với từng anh em trong đội mở cửa đúng người đúng việc đúng thao tác đặc biệt bí mật khi đặt bộc phá và mìn định hướng nếu lộ sớm là chấp nhận đối đầu không cân sức với hỏa lực mạnh của địch khi đó nhiệm vụ mở cửa sẽ rơi vào tình huống cực kỳ nan giải tham mưu trưởng căn dặn Gió, thưa thủ trưởng, chúng tôi nhận lệnh, rồi lên đường về đơn vị. Chấp hành mệnh lệnh của trên, đại đội trinh sát đã nhanh chóng thành lập đội mở cửa. Có thể coi đây là đội xung kích cảm tử, mở đường đầy máu lửa vào cứ điểm cồn tiên. Đội mở cửa có 15 người, tôi là đội trưởng, đồng chí thì chung đội trưởng làm đội phó. Các chiến sĩ còn lại được chọn lựa kỹ và chia làm nhiều tổ để thực hiện từng nhiệm vụ được phân công. Toàn đội tiến hành ngay một cuộc thảo luận phương án mở cửa, dân chủ lấy ý kiến của tất cả mọi người. Họp một lần thấy chưa ổn, lại tổ chức thêm một cuộc họp nữa. Anh em trinh sát trong đội đóng góp thêm nhiều sáng kiến hay. Nhất là cách thức bí mật vận chuyển, tập kết bộc phá và mìn định hướng vào trận địa từ trước, cách phá những hàng rào còn sót lại sau khi đã sử dụng bộc phá và mìn định hướng liên kết đồng loạt mà chưa có kết quả. Đúng là nhiều người như rất nhiều chân ý kiến và sáng kiến của đồng đội làm cho phương án mở cửa ban đầu ngày càng hoàn thiện hơn, sát với thực tiễn và khả năng chiến đấu của quân ta hơn. Thống nhất được kế hoạch hành động, cả đội mở cửa đều phấn khởi, tin tưởng và sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ cấp trên giao cho. Nhất trí được phương án mở cửa, nhưng chọn vị trí mở cửa lại là vấn đề đặt ra không hề đơn giản. Làm sao cửa mở phải là nơi thuận lợi nhất cho các đơn vị hỏa lực, bộ binh ta triển khai và thực hiện tiến công vào cứ điểm cồn tiên chọn hướng mở cửa phải là nơi hạn chế tối đa nhất việc phát huy hỏa lực mạnh của kẻ địch. Phía ta phải giảm được thương vong và dễ phát triển tiến vào trung tâm căn cứ của địch. Sau khi nghiên cứu kỹ địa hình và địch, trinh sát chúng tôi đã chọn đường mở cửa vào cứ điểm cồn tiên lệch sang phía phải chốt cồn hụ khoảng 50 mét. Căn cứ vào vị trí đường mở đã xác định, trinh sát lại tiếp tục điều tra kỹ các lớp hàng rào dây kẽm gai, bãi mìn, lô cốt, ụ súng ở hướng này. Tiếp theo chúng tôi đưa đón đoàn cán bộ của tiểu đoàn 2 vào trinh sát thực địa để xác định vị trí triển khai bộ binh, triển khai hỏa lực, đặc biệt là để nhận rõ đường mở. Trước đêm tiến hành mở cửa, anh em trinh sát đã bí mật tháo gỡ hết các loại mìn của địch bố trí sen kẽ trong 13 lớp hàng rào bên ngoài và bãi mìn rộng chừng 50 mét của địch theo đường mở dự kiến, sau đó ngụy trang lại thật kỹ để che mắt địch. Đồng thời đội mở cửa đã bí mật vận chuyển bộc phá ống, mìn định hướng vào nơi. Tập kết đã định, sát gần với hàng rào cứ điểm cồn tiên bí mật và an toàn. Buổi chiều hôm ấy, đội mở cửa chúng tôi bí mật lên đường vào vị trí quan sát, theo dõi, nắm chắc mọi động thái canh gác, bố phòng của địch thêm một lần nữa. Tối mịt anh em chúng tôi lặng lẽ tiến vào cứ điểm cồn tiên. Khoảng 22 giờ, 15 chiến sĩ trinh sát cảm tử đã đưa bộc phá ống, mình định hướng DH-10, và các trang thiết bị tiếp cận chân hàng rào dây kẽm gai thứ nhất bí mật, an toàn. Cứ điểm cồn tiên vẫn lạnh tanh như một khối thép, nhưng tiềm tàng sức nóng chảy và có thể bốc lửa bất cứ lúc nào trời tối như mực tiếng côn trùng vẫn âm vang ra giả một vùng đôi lúc các cặp đèn pha địch quét lia qua lia lại dò xét cảnh giới vào lúc ấy đội trinh sát mở cửa trên hướng chủ yếu tiến vào cồn tiên lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ của mình tổ già phá mìn đi trước vừa đi vừa đánh dấu mở đường cho cả đội mở cửa tiến vào tổ cắt phá hàng rào kẽm gai đơn và hàng rào vướng chân cũng theo ngay sau để thực hiện nhiệm vụ Tổ vận chuyển, đặt bộc phá ống và mìn định hướng DH10 cũng vào việc ngay không chậm trễ một giây, phút nào. Gần như suốt đêm, toàn đội mở cửa chúng tôi đã rất vất vả bóc gỡ hàng chục mét hàng rào kẽm gai đơn và vướng chân vòng ngoài, rồi khiêng vác hai giá mìn định hướng DH10 nặng và cồng cành qua các lớp rào kẽm gai vào đúng nơi đã định. Mồ hôi các chiến sĩ vã ra như tắm, vừa hồi hộp lại vừa thấy lo lo, nhưng rồi mọi việc cũng đã hoàn thành đúng mốc thời gian theo kế hoạch. Trước khi trời sáng, toàn đội mở cửa đã rút lui ra ngoài, cách hàng rào kém gai đầu tiên chừng vài ba chục mét. Lợi dụng địa hình thoai thoải, toàn đội ẩn nấp vào vị trí an toàn. Tổ làm nhiệm vụ điểm hỏa bằng máy chuẩn bị mọi điều kiện để sẵn sàng nhấn nút khi có lệnh. Cứ điểm cồn tiên chìm trong sương đục, phía chân trời có những vệt mờ của ánh sáng hắt lên báo hiệu đã đến thời khắc sắp sáng. Bóng từ phía chân trời xa ba phát pháo hiệu đỏ vụt sáng bay lên. Pháo binh của ta cùng lúc bắn cấp tập vào cồn tiên chỉ sau vài giây đạn pháo gầm thét chùm lên căn cứ địch tổ điểm hòa bộc phá bắt đầu nhấn nút điều khiển một dãy dài bộc phá ốm và dàn mìn định hướng đồng loạt nổ bung ra bụi khói mịt mù chạy dài theo hướng đường mở pháo ta vừa chuyển làn trinh sát chúng tôi xông lên kiểm tra cửa mở cắm cờ hiệu làm tiêu cho bộ binh tổ bộc phá dự bị theo tôi xông lên phía trước hiệu quả mở cửa của bộc phá và mìn định hướng liên hoàn theo chiều dọc thật tuyệt vời con đường tiến vào cứ điểm cồn tiên đã được rộng mở. Trinh sát ta cắm cờ trắng thành hai hàng đánh dấu cửa mở với khoảng rộng chừng 5 mét, rồi tiếp tục vào sâu hơn. Đến lớp hàng rào bùng nhùng cuối cùng, thật không may một giá mìn định hướng DH-10 của ta không nổ và không còn tác dụng nữa. Hai chiến sĩ trinh sát nhanh nhẹn khanh đặt giá mìn định hướng DH-10 dự bị đặt vào vị trí. Tôi ra lệnh điểm hỏa trực tiếp, một chiến sĩ đã giật nụ xùy trong nháy mắt, rồi tất cả chạy nhanh theo đường cửa mở ra phía ngoài chừng 20 mét, nằm xuống tránh sóng xung kích do mìn DH10 của ta nổ thổi về phía sau, giá mìn DH10 nổ tung, điểm nổ giá mìn quá gần, tôi ngất đi không biết bao lâu. Tỉnh lại đã thấy bộ binh ta đang ào ạt xông vào sâu trong cứ điểm của địch. Thủ trưởng Mai ơi, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ mở cửa rồi, một trinh sát thấy tôi tỉnh lại mừng quá reo lên. Thu quân, về vị trí quy định nhanh lên, tôi bật dậy ra lệnh đội mở cửa ngược con đường đã mở để ra bên ngoài cứ điểm địch bên trong cứ điểm cồn tiên tiếng súng đang rộ lên chắc chắn quân mỹ quá bất ngờ và choáng váng trước đòn tấn công mãnh liệt có lẽ sau ít phút chúng mới cố gắng chống trả ra tới vị trí tập kết tôi kiểm tra lại quân số đội mở cửa chúng tôi chỉ có một chiến sĩ trinh sát bị thương ở chân do đạp phải mìn zip lúc rút ra và thiếu trinh sát nguyễn hữu tứ tôi thoáng nghĩ có thể tứ đã bị lạc hay bị thương hiện còn ở trong hàng rào cứ điểm một tổ trinh sát bất chấp trong làn đạn địch đã quay trở lại hướng cửa mở để tìm kiếm các anh theo đường mở lục soát với tìm từng bụi cây mỏm đá đoạn hào không thấy vết tích trinh sát nguyễn hữu tứ đâu cả các anh buồn bá quay trở ra trong thâm tâm ai cũng mong anh tứ không bị hy sinh hy vọng anh vẫn còn dù là rất mong manh gạch nối phía trong cứ điểm còn tiên địch bắt đầu kháng cự rất mạnh Lực lượng bộ binh tiểu đoàn 2 đánh chiếm được các mục tiêu phía tây bắc cồn tiên theo đúng kế hoạch. Rất tiếc hai hướng còn lại của đơn vị bạn, không mở thông được cửa không vào tới các mục tiêu ở sâu trong cứ điểm của địch. Đội mở cửa trên các hướng đó và bộ binh ta bị thương vong đáng kể. Trước tình thế ấy, bộ chỉ huy mặt trận lệnh cho tiểu đoàn 2 phải rút quân ngay khỏi vị trí đã chiếm giữ trong căn cứ cồn tiên trước khi trời sáng để tránh tổn thất. Những ngày sau đó, trận địa bao vây cứ điểm của ta vẫn tiếp tục siết chặt. Trung đoàn đã sử dụng DKZ và các loại hỏa lực của đơn vị, cùng pháo binh thuộc mặt trận ngày đêm đánh phá liên tục rất hiệu quả vào Cồn Tiên. Mấy ngày sau, đội trinh sát mở cửa nhận được tin, Du Kích Doan đã tìm thấy chiến sĩ trinh sát Nguyễn Hữu Tứ. Anh bị thương vào đầu, nhưng vẫn mang theo súng tìm đường về đơn vị. Du Kích địa phương đã đưa Nguyễn Hữu Tứ ra Vĩnh Linh điều trị vết thương. Được tin anh còn sống, anh em trong đại đội mừng lắm. Mọi người như chút bỏ được bao nỗi lo âu, phấp phỏng cảm ơn các đồng chí du kích xã Do An đã cứu được đồng đội của chúng tôi. Sau một tháng điều trị vết thương, trinh sát Nguyễn Hữu Tứ lại về với đơn vị tiếp tục chiến đấu trong niềm vui chung của tình đồng đội. Nhiệm vụ mở cửa hoàn thành, đội mở cửa của đại đội trinh sát trung đoàn 1 được đánh giá rất cao. Một số chiến sĩ được tặng huân chương chiến công. Giữa tháng 9 năm 1967, tôi được thay mặt anh em đội mở cửa cứ điểm cồn tiên của đại đội trinh sát trung đoàn đi báo cáo điển hình tại đại hội mừng công mặt trận đường 9 lần thứ nhất. Trong đại hội, tiểu đội trưởng nuôi quân Trần Văn Tả của đại đội trinh sát trung đoàn cũng báo cáo điển hình về thành tích nuôi quân trong chiến đấu. Trung đoàn 2 còn có đồng chí Nguyễn Hồng Ngân báo cáo điển hình thành tích dùng B40, B41 diệt được nhiều xe tăng địch. Nhiều phóng viên phỏng vấn tôi về kinh nghiệm chiến đấu, trường quân chính quân khu 4, trường sĩ quan lục quân tìm hiểu về phương pháp mở cửa táo bảo và sáng tạo khi đánh vào cứ điểm cồn tiên, nơi địch bố phòng vững chắc nhất trên chiến trường đường 9 Bắc Quảng Trị. Tôi đã trình bày rất đầy đủ và tỉ mỉ cách thức mở cửa. Không phải vì tôi muốn kẻ thành tích, mà ngày ấy những trận đánh công sự vững chắc. Đội mở cửa của ta thường bị thương vong nhiều, nên cần phải nghiên cứu kỹ cách mở cửa. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm để các đơn vị bạn trên chiến trường tiến hành mở cửa trong đánh công sự vững chắc, giảm bớt thương vong tổn thất. Giữa tháng 10 năm 1967, Đại đội trưởng Trinh sát Trung đoàn 1 là anh Nguyễn Văn Hiệt bị thương nặng được đưa ra miền Bắc điều trị. Anh Hiệt là người có bản lĩnh, là tổ trưởng Đảng hồi năm 1966. Anh đã cùng tổ Đảng ra nghị quyết chuyển vị trí đóng quân của phân đội trinh sát ra vùng Khe Bông theo đề xuất của tôi và đã bảo toàn được lực lượng. Anh là người đã gieo vào tôi niềm tin và chí hướng phấn đấu trở thành đảng viên trên chiến trường Quảng Trị. Anh Nguyễn Văn Hiệt cũng là người cùng với đại đội trưởng Hà Quang Minh giới thiệu tôi vào Đảng hồi tháng 10 năm 1966. Dự đại hội mừng công trở về đơn vị được một ngày, tôi được chính ủy trung đoàn giao quyết định giữ chức đại đội trưởng trinh sát trung đoàn, thay cho đồng chí Nguyễn Văn Hiệt. Thời điểm ấy, đại đội trinh sát trung đoàn một do. Anh Nguyễn Bá Cự làm chính trị viên, anh Khang quê ở Thanh Hóa làm chính trị viên phó, anh Cử quê ở Ninh Bình làm đại đội phó. Tôi vẫn thường gọi anh Nguyễn Bá Cự là thủ trưởng, vì anh hơn tôi gần 10 tuổi vào hồi năm 1965 đơn vị đóng quân ở huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An, anh cự là chính trị viên phó đại đội. Anh cũng là người đã trực tiếp nhận tôi về làm chiến sĩ đại đội trinh sát trung đoàn. Cũng chính vì vậy, trong quá trình tôi làm đại đội trưởng, chính trị viên Nguyễn Bá cự không những giúp đỡ tôi hoàn thành nhiệm vụ mà trong chiến đấu, anh còn quan tâm, chăm sóc tôi như người em trong nhà. Tôi nhớ lại một buổi tối tháng 3 năm 1968, tại làng Sơn Tùng, huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên, anh Nguyễn Bá cự nói với tôi, anh mai tranh thủ nghỉ ngơi cho khỏe để có sức tập trung chỉ huy bộ đội chiến đấu cho tốt còn mọi việc kể cả đốc gác công tác hậu cần để tôi lo anh cự thương tôi vất vả muốn làm thay một phần việc của đại đội trưởng để tôi dành sức chỉ huy bộ đội anh cự đã thể hiện tấm lòng của một người anh trong suốt thời gian dài chiến đấu ác liệt ở đồng bằng thừa thiên cho đến khi anh rời đơn vị đi nhận nhiệm vụ mới đến bây giờ trong tim tôi vẫn in đậm những tháng ngày chiến tranh đầy máu lửa nhưng cũng đầy ác tình đồng đội tình người ấy Thế là sau gần 4 năm chiến đấu, công tác đầy gian nan trên chiến trường, được sèn rũa, tôi luyện, và được đồng đội giúp đỡ, tôi đã trở thành đại đội trưởng trinh sát trung đoàn. Tôi tự thấy trách nhiệm của mình thật lớn lao và nhiệm vụ thật nặng nề. Cảm ơn đơn vị và đồng đội đã giúp tôi trưởng thành theo năm tháng ở chiến trường đường 9, Bắc Quảng Trị. Một ngày đầu tháng 11 năm 1967, đơn vị đóng quân ở làng An Nha, Nam Sông Bến Hải. Anh em trinh sát có một ngày nghỉ dưỡng sức, gọi là nghỉ thôi, nhưng cũng không thể mất cảnh giác với máy bay Mỹ đến thình lình quang bom, bắn dốc kết vào bất cứ lúc nào. Ngồi bên cửa hầm trú ẩn, quan sát bầu trời, tôi thấy một tốp máy bay AD-6 của Mỹ. Không vòng vo, quần lượn, chúng chúi đầu lao xuống cắt bom đánh thẳng vào vị trí trú quân của một đơn vị thuộc tiểu đoàn 2, cách vị trí đóng quân đại đội trinh sát chừng 1 km. Sau mấy loạt bom nổ ở hướng tiểu đoàn 2, một chiếc AD-6 bất ngờ choảng bom chúng vào đội hình đơn vị của chúng tôi, bom nổ ở cự ly rất gần, hất tôi văng xuống cửa hầm trú ẩn. Toàn thân đau điếng, trời đất tối sầm lại, mảnh bom, đất vụn, đá vỡ bay vèo vèo. Tôi cố trồi lên khỏi hầm, không biết mình có bị thương chỗ nào không nhỉ. Tôi nghĩ thế và tự kiểm tra thân thể mình. Sau đó tôi hô to lên, các đồng chí ơi, có ai việc gì không? Mấy chiếc AD-6 là máy bay chiến đấu của Hải quân Mỹ. Chúng cắt bom xong rồi chuồn thẳng ra ngoài biển. Tôi cố rụi và căng mắt quan sát xung quanh, nhìn sang bên phải, cách vài ba chục mét, tôi phát hiện hầm anh quyến đại đội phó bị trúng bom. Tôi lao đến nơi có hố bom, thấy y tá ánh cũng tới đó. Mũi và tai anh chảy máu rồi kìa, nhìn tôi, ánh la to. Không sao đâu, huy động anh em đến cứu anh quyến ngay đi, tôi nói. Y tá ánh chạy đi, vài phút sau anh quay lại cùng mấy chiến sĩ trong đơn vị. Tôi ghé sát và áp tai xuống mặt đất, không nghe rõ tiếng gì, nhưng dường như tôi cảm nhận có tiếng người đang rên, kêu cứu. Đào ngay, dưới ấy có người còn sống đang gọi chúng ta, tôi ra lệnh. Mọi người hối hả đào bằng sẻng, bới bằng tay, nhanh đến cuống cuồng nhưng cũng nhẹ nhàng vì sợ va chạm vào đồng đội nằm dưới đất. Độ 10 phút đào bới, anh em chạm phải những cây gỗ, mái hầm chữ A. Căn hầm không còn nguyên vẹn, chúng tôi vội vàng lật mấy cây gỗ mái hầm và tìm được trung đội trưởng Đinh Minh chúng quê ở Quảng Bình bị thương vào vai, và hai chiến sĩ bị sức ép đào bí tiếp lát sau chúng tôi mới tìm thấy đại đội phó nguyễn văn quyến chúng tôi vội đưa anh quyến từ trong lòng đất ra ngoài tim anh ấy dường như đã ngừng đập nhưng cơ thể anh vẫn mềm vẫn còn hơi nóng ấm tuy khó nhận ra nhịp thở y tá ánh liên tục ấn bóp tim hà hơi thổi ngạt hô hấp nhân tạo vẫn chưa thấy anh quyến tỉnh lại tôi lo lắng ra lệnh đưa gấp đồng chí quyến về ngay bệnh xá trung đoàn không thể kịp đâu Bây giờ ngừng động tác cấp cứu lúc nào là hết ngay hy vọng lúc đó, y tá ánh buồn bã trả lời. Mồ hôi y tá ánh túa ra bết tóc trên mặt, trên trán. Còn cách nào nữa không, tôi hỏi gấp, còn một cách duy nhất có thể, ánh đáp ngập ngừng. Sao không thực hiện cách ấy nhanh lên, tôi dục chỉ còn cách tiêm thuốc trợ tim trực tiếp, ánh nói. Làm ngay còn trần trừ gì, tôi thúc dục y tá ánh. Thưa anh, chỉ có bác sĩ mới được phép thực hiện cách ấy. Em chỉ là y tá. Không ai cho phép em làm vậy, anh nói giọng lúng túng. Nếu không làm cách ấy, vài phút nữa là vô phương cứu chữa. Trong trường hợp này ánh thực hiện đi, tôi quyết, tôi chịu trách nhiệm, đây là trường hợp sinh tử của đồng đội, không cho phép ai do dự, tôi nói hơi gay gắt. Y tá ánh làm công tác chuẩn bị rất nhanh với bộ xi lanh đầy thuốc có cây kim tiêm 7cm. Anh cắm thẳng cây kim vào ngực trái đại đội phó quyến, rồi bơm thuốc hỗ trợ phục hồi nhịp đập vào trái tim lúc ấy đã quá yếu tất cả mọi người lặng đi cứ ngỡ rằng thời khắc vĩnh viễn ra đi của đại đội phó quyến đã đến nước mắt tôi đã ứa ra đồng đội vây quanh ai cũng ngậm ngùi nhưng là thay điều kỳ diệu lại xuất hiện đúng lúc đó khoảng một phút sau anh quyến động đậy tay chân và từ từ mở mắt nhịp tim hơi thở dẫu còn rất yếu nhưng đang dần dần hồi phục ít phút sau cơ thể đại đội phó trinh sát như hồi sinh trở lại thành công rồi thành công rồi y tá ánh reo lên Mọi người hết ôm anh Quyến lại ôm y tá ánh. Tất cả đều cảm phục sự kỳ diệu của cả hai anh trong phút chốc. Rồi như chợt nhớ ra điều quan trọng nữa, anh em mới vội đưa thương binh về bệnh xá trung đoàn. Anh Quyến sau đó ra Bắc An Dưỡng, y tá ánh được đề nghị tặng huân chương chiến công hạng 3. Đơn vị vượt qua được một tổn thất, lực lượng trinh sát vẫn còn sung sức sẵn sàng cho các trận đánh lớn tiếp theo. Năm 1968, y tá ánh được điều về bệnh xá trung đoàn rồi đi học đại học y ngoài Hà Nội. Từ ngày ấy đến nay, tôi không gặp lại anh bạn y tá tài năng này nên không biết bây giờ ánh ở đâu. Những ngày cuối năm 1967, chiến trường Bắc Quảng Trị ngày càng ác liệt. Đại đội trinh sát vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ điều tra bổ sung, phục vụ các đơn vị bao vây đánh lấn cứ điểm cồn tiên. Giữa tháng 11, tổ trinh sát 4 đồng chí gồm tỉnh quê ở Ninh Bình này, Duyên quê ở Thanh Hóa, và cậy quê ở Hà Nam, do đồng chí tỉnh phụ trách được giao nhiệm vụ điều tra bổ sung phía tây bắc cứ điểm Cồn Tiên. Hôm ấy khoảng nửa đêm, tổ trinh sát đã bí mật luồn qua nhiều lớp hàng rào kém gai thì gặp bãi mìn. Sau khi làm mất tác dụng được gần 20 quả mìn các loại, đồng chí tỉnh đã cho anh em rút lui vì không còn đủ thời gian vào sâu hơn nữa. Tổ trinh sát của tỉnh quay ra đến hàng rào thứ hai, do sơ suất, một chiến sĩ trinh sát đè phải quả mìn M14. Mìn nổ tổ trưởng tỉnh và đồng chí Duyên hy sinh tại chỗ. Thân thể đồng chí tỉnh không còn nguyên vẹn, cậy thì bị thương nhẹ, chỉ còn Trần Văn Nảy an toàn. Mấy hôm sau, tổ trinh sát thứ hai của đại đội gồm bốn đồng chí cũng bị vướng mìn, khi đã chui qua hàng rào thứ nhất cứ điểm cồn tiên hai đồng chí hy sinh, bị thương một, chỉ còn đồng chí thoa quê ở Thanh Hóa an toàn. Mỗi lần mìn nổ, địch trong cứ điểm cồn tiên đã dùng đại liên, 12 ly 8, cối 60 ly, bắn như vái đạn hàng giờ vào đội hình trinh sát ta sau khi địch dừng bắn không biết bằng cách gì lấy hơi sức ở đâu mà đồng chí trần văn nảy và đồng chí thoa đã đều đưa được hai liệt sĩ một thương binh cùng toàn bộ vũ khí luồn qua hàng rào dây thép gai của địch ra ngoài cứ điểm cồn tiên rồi mang vác thi hài đồng đội và đưa được thương binh ra cách cứ điểm của địch khoảng một km trước khi trời sáng sau khi tìm nơi an toàn cất giấu thương binh liệt sĩ các anh ấy đã về đơn vị báo cáo Nhờ hành động dũng cảm ấy, đơn vị chúng tôi đã kịp thời đưa thương binh về bệnh xá trung đoàn cứu chữa và đưa liệt sĩ về nơi an táng chu đáo. Cán bộ, chiến sĩ đại đôi trinh sát kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn những đồng đội đã anh dũng hy sinh và rất ngưỡng mộ tinh thần và nghị lực của các đồng chí thoa và nảy. Thời điểm ấy, tiểu đoàn hai trung đoàn một cùng lực lượng của mặt trận tiếp tục bao vây cứ điểm cồn tiên này càng chặt hơn. Pháo binh từ bờ bắc sông Bến Hải và các đơn vị DKZ cối 82, 12 ly 7 bắn phá cứ điểm này càng mãnh liệt. Các loại hỏa lực của ta tìm mọi cách, ở mọi thời điểm để bắn vào cồn tiên nhằm tiêu diệt địch ở mức cao nhất. Lô cốt mẹ và hàng loạt lô cốt con, ụt súng của địch bị san phẳng. Trên hướng cồn hồ, lực lượng công binh do đồng chí ân, trung đội trưởng chỉ huy đã làm nhiều bệ phóng tự tạo, dùng bộc phá đẩy hàng loạt bom mìn vào trong cứ điểm cồn tiên, làm cho địch hoảng loạn, khốn đốn. Không những địch hoang mang, vì đòn hỏa lực mạnh của pháo binh, mà chúng còn hoảng hồn, mất ăn mất ngủ bởi súng bắn tỉa của quân ta. Cả quân Mỹ và quân đội Sài Gòn nấp trong lô cốt bong ke, công sự kiên cố mỗi lần thò đầu lên hoặc liều mạng di chuyển vị trí, lập tức chúng bị các tay súng bắn tỉa thiện xả của ta tiêu diệt. Bộ đội ta thực hiện tốt tư tưởng chỉ đạo vây, lấn, tấn, phá, triệt, diệt. Kẻ địch trong cứ điểm tăng cường các hỏa điểm mới để đối phó, chống đỡ. Hỏa điểm nào của địch xuất hiện? DKZ, Đại Liên, 12 ly 7, của ta lập tức tập trung dập tắt. Đặc biệt khẩu đội DKZ-82 của đại đội 4, tiểu đoàn 3, lực lượng tăng cường, đã bám trụ trên hướng làng Xuân Hòa Nam suốt 10 ngày, luôn áp sát cứ điểm cồn tiên. Mỗi ngày khẩu đội bắn từ 3 đến 5 quả đạn rất chính xác vào các hỏa điểm địch mới xuất hiện, làm cho chúng càng hoảng sợ. Để cố gỡ thế bị động, địch đã sử dụng nhiều tốp máy bay đến chi viện đánh phá vào trận địa vây lấn của ta rất ác liệt. Các đơn vị phòng không 12 ly 7 của ta khống chế tầm thấp, Pháo phòng không mặt trận ở vòng ngoài khống chế tầm cao, tầm trung. Tất cả đã làm cho địch gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp tế, chi viện cho cồn tiên. Trong những ngày vây ép cứ điểm Cồn Tiên, hàng chục cuộc phản kích của địch đều bị lực lượng ta bẻ gãy. Chúng bị tiêu hao nhiều sinh lực, đến thời điểm ấy, chúng ta đã kéo được hầu hết sư đoàn thủy quân lục chiến của Mỹ ra Bắc Quảng Trị. Tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 3, trung đoàn 1, đã tiêu diệt hàng trăm tên lính thủy đánh bộ Mỹ ở vùng đồng bằng ven biển huyện Gio Linh. Nhưng theo ý định của mặt trận, ta phải tiếp tục kéo bằng được toàn bộ sư đoàn thủy quân lục chiến, và cả sư đoàn dù, lực lượng dự bị chiến lược của Mỹ ra đường chín để giảm áp lực cho các chiến trường phía trong, chuẩn bị cho nhiệm vụ tấn công địch trong mùa khô năm 1968. Mặt trận B5 ra lệnh cho các đơn vị ép còn tiên mạnh hơn nữa, kéo bằng được sư đoàn dù của Mỹ ra Bắc Quảng Trị để tạo điều kiện thuận lợi cho các chiến trường bạn. Để thực hiện nhiệm vụ trên, Trung đoàn chỉ thi cho đại đội trinh sát tiếp tục điều tra bổ sung, đảm bảo cho các đơn vị đánh lấn sâu, vây ép chặt hơn nữa cứ điểm Cồn Tiên. Chiều ngày 14 tháng 1 năm 1968, tôi đi cùng tổ trinh sát tiếp tục điều tra bổ sung trên hướng Tây Bắc cứ điểm Cồn Tiên. Chốt Cồn Hụ vẫn là bàn đạp quan trọng số 1 của lực lượng trinh sát trên hướng này. Tổ trinh sát gồm tôi, Nguyễn Văn Vẻ Người Ninh Bình, Lê Văn Kim Người Thanh Hóa và một chiến sĩ mới. Chúng tôi đến chốt Cồn Hụ quan sát tình hình địch mờ tối trinh sát bắt tay chào anh em bộ binh chốt cồn hụ để lên đường vào cứ điểm cồn tiên khoảng 4 giờ hôm sau trong lúc tổ trinh sát chúng tôi đang trên đường từ cồn tiên rút ra thì pháo địch dồn dập bắn vào chốt cồn hụ trận pháo kích kéo dài tới mờ sáng pháo địch vừa dứt anh em chúng tôi vội vã quay trở về cồn hụ cảnh tượng thật kinh hoàng vắng lặng khói trên mặt đất bốc lên nghi ngút bụi bay vẫn chưa tản hết mùi thuốc đạn vẫn bốc lên nồng nặc khét lẹt công sự của ta trên chốt cồn Hụ hầu như bị san phẳng. Mọi lần phi trinh sát đến chốt, các đồng chí bộ binh đều ra đón chúng tôi. Lần này cồn hụ im lặng vắng ngắt đến giận người, chẳng nhẽ các đồng chí ấy rút ra trước trận pháo kích của địch. Các chiến sĩ trinh sát bới tìm từng đoạn giao thông hào, từng căn hầm đã bị phá sập vùi lấp nham nhở. Trong hai căn hầm trú ẩn trên chốt cồn hụ bị sập, do pháo của địch bắn chúng, anh em trinh sát tìm thấy hai đồng chí hy sinh và bốn đồng chí bị thương. Chúng tôi còn tìm thấy một chiến sĩ ta hy sinh ở chiến hào Tiền Duyên. Chắc anh ấy hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ cảnh giới. Cả tiểu đội bộ binh chiến đấu ở chốt cồn hụ nhiều ngày qua, hôm nay bị thương và hy sinh tất cả. Chúng tôi lặng người xót xa, nét mặt anh em trinh sát ai cũng căng thẳng. Buổi sáng hôm ấy, không khí trên chốt cồn hụ thật nặng nề. Tôi chưa bao giờ gặp tình huống pháo địch đánh vào trận địa chốt trên điểm cao mà ta bị thương vong tất cả như vậy. Phải báo ngay về tiểu đoàn 2 và sở chỉ huy phía trước của trung đoàn. Nhưng mọi phương tiện thông tin trên chốt Cồn Hụ đều bị phá hỏng. Không thể bỏ chốt Cồn Hụ, một vị trí quan trọng nằm trong thế trận bao vây Cồn Tiên. Bỏ chốt đồng nghĩa với mất chốt, mất chốt là bỏ mất thế trận bao vây, càng không thể bỏ được cùng một lúc cả bốn thương binh và ba liệt sĩ nằm lại nơi này. Phải quyết giữ chốt Cồn Hụ, ý nghĩ và quyết tâm ấy đã được truyền tới cả tổ trinh sát và trở thành mệnh lệnh từ trái tim của mỗi chúng tôi sau khi băng bó cho anh em thương binh và bó gói các đồng chí liệt sĩ xong anh em trinh sát đã khẩn trương củng cố giao thông hào hầm trú ẩn và công sự chiến đấu để sẵn sàng đối đầu với cả kẻ thù trên trời lẫn kẻ thù dưới mặt đất linh tính người lính trinh sát đã mách bảo sau trận pháo kích dữ dội có tính chất hủy diệt này nhất định bộ binh địch sẽ đánh lên kẻ thù quyết tâm nhổ bằng được chốt cổn hụ quan trọng này của ta chúng tôi còn rất ít thời gian để chuẩn bị cho cuộc chiến đấu mới không cân sức không dễ dàng này khoảng 7 giờ 30 hôm ấy, pháo và cối của địch lại cấp tập vào chốt cồn hụ khoảng 10 phút. Dứt loạt pháo, cối, khoảng một đại đội lính thủy đánh bộ Mỹ chừng 100 tên, từ hướng đông nam và hướng đông ảo ạt sông lên chiếm chốt. Tổ trinh sát bốn tay súng đã sẵn sàng, mặc dù lực lượng mỏng, vũ khí ít, đạn không còn là bao. Cuộc đọ sức này là tình thế bắt buộc, phải đối đầu không còn cách lựa chọn nào khác. Địch đến vừa tầm bắn, chúng tôi vẫn chưa nổ súng. Địch đến gần hơn nữa, chúng tôi đồng loạt xả đạn vào quân Mỹ. Bọn Mỹ bị đánh vỗ mặt, chúng bỏ chạy tán loạn. Hàng chục lính Mỹ bị bắn gục trước công sự trận địa ta vài ba chục mét. Tiếp theo đó, không biết bao lần pháo cối của địch cày sới như lật đi, quật lại, vần vò trận địa chốt cồn hủ của ta. Cứ mỗi lần hỏa lực địch dừng bắn, bộ binh Mỹ lại liều lĩnh sông lên chốt. Lại những loạt đạn và lựu đạn từ chiến hào chúng tôi bung ra. Bọn Mỹ lại kéo nhau lùi xuống. Có một số tên chết gục dọc đường trong lúc đó hai trong số bốn đồng chí bộ binh dù bị thương nhưng vẫn gượng dậy hỗ trợ trinh sát đánh địch thêm hai tay súng dù cơ động không nhanh nhưng hỏa lực cũng mạnh thêm một phần đáng kể để giữ chốt lúc ấy súng cối của tiểu đoàn hai phía quân ta bắt đầu bắn sang găm thẳng vào đội hình lính thủy đánh bộ mỹ được hỏa lực chi viện chúng tôi càng đánh càng hăng bẻ gãy nhiều đợt tấn công đánh chiếm chốt của kẻ địch do địch không nắm được lực lượng của ta và đã tiến công cả buổi sáng không chiếm được chốt, buổi chiều chúng thay đổi cách đánh. Bộ binh Mỹ lùi ra xa chốt cồn Hụ chừng 500 đến 700 mét. Máy bay trinh sát L-19 của Mỹ vè vè dùng đạn khói chỉ điểm cho máy bay ném bom đào, bom cháy, bom lân tinh hủy diệt chốt cồn Hụ. Trận bom thủ rền dĩ chụp xuống cồn Hụ kéo dài khoảng một giờ. Đồng chí Nguyễn Văn vẻ bị thương nặng vào đùi, vào bụng. Tôi cố gắng cầm máu băng bó nhưng không thể nào cứu anh được vết thương của anh vẻ quá nặng, lại ra nhiều máu. Anh là đi trong vòng tay tôi, trước khi tắt thở anh còn thều thào. Anh Mai ơi, em không sống được nữa rồi, không được đi trinh sát với các anh, anh. Giọng anh vẻ đuối dần rồi tắt lịm. anh nhắm nghiền đôi mắt, thanh thản như người đi vào giấc ngủ bình yên. Bất chấp bên ngoài đạn bom vẫn đang nổ, tôi đặt người đồng đội thân yêu vừa ra đi của mình nằm ngay ngắn trong căn hầm, rồi ôm khẩu súng lao ra chiến hào chặn địch. Đến khoảng 15 giờ, hai đồng chí bộ binh bị thương đá cùng trinh sát chúng tôi đẩy lùi nhiều cuộc tiến công của địch các anh cũng đến lúc sức cùng lực kiệt không còn đủ sức chiến đấu vì đã mất nhiều máu các anh đã ngất xỉu biết bao lần biết đồng đội và trận địa rất nguy nan nhưng lực bất tòng tâm các anh không thể gắng gượng được nữa chốt quần hụ chỉ còn lại ba tay súng rứt pháo bọn lính thủy đánh bộ mỹ lại hò hét sông lên ba tay súng lại hợp đồng tác chiến mau lẻ chúng tôi chặn đứng cả hai hướng tiến công đánh bật chúng quay lui xuống chân đồi trong lần đánh chặn địch ấy chiến sĩ trinh sát mới của chúng tôi bị thương vào tay và vào chân không thể chiến đấu được nữa trên chốt cồn hụ chỉ còn lại hai tay súng tôi và đồng chí kim hai chúng tôi đều nhận ra buổi chiều kẻ địch đã thay đổi cách đánh hầu hết các đợt tấn công của lính mỹ lên chốt cứ thấy ta còn nổ súng đánh trả thì chúng lại lùi ra xa chúng gọi pháo binh và máy bay đánh phá để tiêu hao lực lượng ta cứ như vậy sẽ đến lúc ta không còn người để mà đánh chặn, giữ chốt Nếu không có lực lượng bộ binh lên chi viện, trận địa sẽ lọt vào tay địch Thương binh sẽ bị bắt, liệt sĩ không được hưởng các thủ tục và an tán theo quy định Lúc ấy thật là xót xa Vì vậy, tôi đã quyết định cử đồng chí Kim Bí mật về sở chỉ huy tiểu đoàn 2 Cách Cồn Hụ chừng 1 km, xin chi viện, càng sớm càng tốt Điều quan trọng là làm sao giữ vững cho được chốt Cồn Hụ quan trọng này Đồng chí Kim nhận lệnh xuất phát ngay, trước khi rời trận địa, Kim còn ngoái lại nhìn tôi một lần nữa. Kim lo có thể mình bị nằm lại dọc đường không về tới đơn vị. Cũng có thể anh về được tiểu đoàn đưa được lực lượng cứu viện của ta lên chốt, chắc gì tôi còn sống để đón anh lên nữa. Mắt đồng chí Kim ngấn lệ, đôi chân dày dạn của trinh sát Kim đã vững bước dẫn dắt anh vượt qua bao làn đạn bom. Anh thật khéo léo lợi dụng địa hình, địa vật, tìm mọi cách che mắt địch để luồn lách đi về hướng tiểu đoàn 2 xin cứu viện khoảng 16 giờ địch lại xông lên chốt cồn hủ. Một mình tôi một trận địa, cơ động bắn trả địch ở ba vị trí khác nhau và đã đánh lừa được chúng. Gần 17 giờ địch lại tiếp tục xông lên chốt một lần nữa. Vẫn một mình tôi nhả đạn vào đội hình quân Mỹ, buộc chúng phải quay xuống chân đồi. Sau đợt đánh chặn quân Mỹ ấy, đồng chí Kim đã quay trở lại cùng với bộ binh tiểu đoàn 2 lên chi viện cho trận địa chốt cồn hủ. Thương binh, liệt sĩ được đưa gấp về tuyến sau. Mờ tối, sau khi bàn giao trận địa chốt cồn hụ cho bộ binh nắm giữ, tôi trở về đơn vị. Trời tối mịt, tôi đi ngang qua lán quân y, bỗng nghe y tá ánh thất thanh. Anh Mai, anh bị dính lân tinh rồi kìa. Cởi ngay áo quần, vứt đi, bây giờ tôi mới hốt hoảng, thấy áo quần đang phát sáng. Thứ ánh sáng xanh len lét, lửa không ra lửa, điện không ra điện. Nó giống như thứ ánh sáng ma chơi, đom đóm rừng, con rời leo. Tôi vội vàng cởi toang chút bỏ mọi thứ trên người, vứt ra đất. Nhìn thấy chất lân tinh dính vào quần áo mà giận người. Y tá ánh nhanh nhẹn lấy nước sun phát đồng pha loáng, rồi rửa nhiều chỗ trên cơ thể tôi. Tắm xong nước sun phát đồng pha loáng, tôi mới được mặc áo quần anh em vừa mang tới. Thật là một phen hú vía, chậm một chút nữa tôi sẽ bị thương vì bom lân tinh rồi. Còn ai nữa cùng anh bị bom lân tinh không? Y tá ánh hỏi tiếp, còn một số đồng chí thương binh trên chốt cồn hộ vừa được đưa về bệnh xá trung đoàn tôi trả lời. Y tá ánh cùng tôi vội vã điện ngay xuống bệnh xá trung đoàn yêu cầu họ xử lý lân tinh cho thương binh trên chốt mới về. Nhưng không kịp cho nên mắt của một số đồng chí bị thương dính bom lân tinh đã không thể cứu chữa được nữa. Anh Kim về đến đơn vị hơi muộn, nhưng được y tá ánh tắm nước xuân phát đồng như tôi nên được an toàn. Từ giữa tháng 1 năm 1968, ta vây ép cứ điểm còn tiên hiệu quả hơn và đã đánh bại lực lượng phản kích tại chỗ của kẻ địch. Tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 3 trung đoàn 1 đánh thắng nhiều trận ở Nhị Thượng, Lâm Xuân huyện Do Linh. Vào ngày 20 tháng 1, một đơn vị bạn đánh vào điểm cao 881, mở màn chiến dịch khe xanh ở huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị, buộc lực lượng còn lại của sư đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ phải đổ bộ xuống khu vực khe xanh. Lính Mỹ đã bị lực lượng của ta chờ sẵn, đánh thiệt hại nặng ngay từ khi đứng chân chưa vững. Trước tình thế đó, Bộ Chỉ huy quân Mỹ ở miền Nam lúc bấy giờ đã phải tập trung lực lượng và hỏa lực pháo binh, không quân chi viện tối đa cho chiến trường Bắc Quảng Trị. Như vậy, chúng ta đã lừa được địch, kéo được quân Mỹ ra Bắc tỉnh Quảng Trị theo kế hoạch của mặt trận. Và đương nhiên chúng ta đã tạo điều kiện thuận lợi cho các chiến trường phía Nam tiến công tiêu diệt địch trong mùa xuân năm 1968. Trong chiến công chung đó, trung đoàn 1 của chúng tôi cùng các đơn vị bạn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mặt trận giao cho kênh ký ức chiến tranh cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại